Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trong cái video này tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái sàn đó chính là sàn Probit Có thể là nhiều bạn cũng đã nghe nói tới sàn Probit này Cũng như nhiều bạn đã nghe nói tới cái đồng Prop của sàn Probit này Nhưng mà hôm nay Thuận muốn chia sẻ một số những thông tin với các bạn Một trong những điều rất là thú vị là cái sàn Probit này đó chống giống như là bây giờ các bạn thấy là hầu như là rất nhiều sàn khi mà ra đời bây giờ đây là phục vụ cho những cái giao dịch liên quan đến đòn bẩy, margin hay là future nhưng mà sàn Probit này là một sàn mà chỉ có giao dịch spot mà thôi rất là đơn giản và dễ hiểu và thực ra sàn này đây cũng có một số những cái điểm rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà cái video này các bạn cần phải hiểu là một cái video được tài trợ bởi sàn Probit và khi mà chúng ta bấm vào trang cho các bạn thấy được là khi chúng ta đi vào cái trang trang này thì các bạn sẽ có thể thay đổi cái cái màu của màn hình để cho dễ thấy hơn, như là thay đổi cái màu màn hình cho nó tối hơn, các bạn hãy bấm vào cái nút ở bên trên bên góc tay phải này để mà thay đổi màu màn hình theo cái ý muốn của các bạn, các bạn thích màn hình nào, giống như các bạn thích sáng hơn hay là các bạn thích tối hơn. khi mà chúng ta thấy được đó là cũng ở bên trên góc bên tay phải này, khi mà bạn đi vào trang web của ProBit. Đó, khi mà các bạn đã đăng nhập xong thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ có một số lựa chọn rất nhiều những ngôn ngữ các bạn có thể lựa chọn và đương nhiên trong đây có ngôn ngữ tiếng Việt các bạn có thể đổi ra thành ngôn ngữ tiếng Việt để các bạn có thể là dễ dàng tiếp cận những thông tin hơn như là các bạn thấy được tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được hỗ trợ bởi sàn Probit này thì các bạn thấy được là chúng ta khi mà đăng nhập vào cái trang web Probit này thì một trong những điều các bạn có thể dễ dàng thấy được là ở bên tay trái khi mà bấm vào exchange đó, các bạn thấy được là sẽ có rất nhiều những cái đồng mà các bạn có thể giao dịch được có nói là cái số lượng đồng mà sàn Probit hỗ trợ rất là nhiều và đương nhiên các bạn có thể giao dịch với là những cặp liên quan tới USDT liên quan đến Bitcoin, liên quan tới Ethereum và đương nhiên là liên quan đến đồng của Hàn Quốc và một điều các bạn cần nên biết là đây là một sàn mà được ra mắt vào năm 2018 Và sàn này cũng như là những sàn khác có một cái đồng trên sàn gọi là đồng prop Thường sẽ nói tới một lát nữa Tại vì nghĩ có nhiều bạn sẽ có thú muốn biết là cái công dụng của đồng prop này là như thế nào Và các bạn thấy được đó là cái số lượng đọc được hỗ trợ rất nhiều Đến nỗi mà khi mà chúng ta đi vào Coin Market Cap đi. Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào Spot thì hiện bây giờ chúng ta thấy được khi chúng ta nhìn vào cái sàn Probit thì trên Coin Market Cap đó Probit là đứng hạng thứ 26 hiện bây giờ. Nhưng mà chúng ta thấy được một điều rất là thú vị là chúng ta nhìn vào Binance đi là một sàn đương nhiên là đứng thấp của thế giới hiện bây giờ. Cái số lượng đồng hỗ trợ hiện bây giờ đó đã lên tới là 339 đồng tổng cộng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái sàn Probit này thì tuy là một cái sàn mà nhỏ hơn sàn Binance rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được cái số đồng Hỗ trợ không ít, tổng cộng là có 438 đồng được hỗ trợ ở trên sàn của ProBit Dựa theo thống kê của CoinMarketCap còn nhiều hơn cả Binance bây giờ đây có thể nói là một cái ưu điểm mà không phải sàn nào cũng có Mà là một sàn mà nhanh chóng đưa những đồng mới lên để các bạn có thể là dễ dàng giao dịch Thì khi mà chúng ta trở lại cái list của những cái đồng mà các bạn có thể giao dịch đi Bây giờ một trong những cái xu hướng mà rất nhiều bạn quan tâm đến đó chính là xu hướng của MFT thì khi mà chúng ta vào trang web CoinGecko đi Các bạn bấm vào NFT Thì bên dưới sẽ có một cái danh sách Và đây là cái danh sách liên quan tới những đồng mà thuộc cái mạng gọi là NFT Hay là non fungible Token Hay là cái mạng Token sưu tầm Mà chúng ta đã từng nói tới Thì chúng ta xem qua những đồng này đó Bây giờ rất nhiều bạn quan tâm đến Thì nhiều bạn hỏi thuận là những đồng này mua ở đâu Thì ngoại trừ những cái sàn mà lớn hỗ trợ Các bạn có thể xem trên cái sàn Probit này Như là chúng ta nhìn vào đồng Engine Coin đi các bạn thấy được là engine coin là một đồng mà đang được hỗ trợ bởi Probit. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào đồng kế tiếp đi, Julius. Đây là một đồng mà chúng ta xem coi là có hỗ trợ bởi sàn Probit này hay là không. Thì Julius cũng là một đồng mà được hỗ trợ bởi sàn Probit này. Có thể nói là những cái đồng của bạn quen thuộc như là các bạn thấy là đồng Bitcoin, Ethereum, các bạn thấy có Stellar Lumen, có Nano, có Adore, có Ravencoin, Dogecoin, Ripple, Cosmo, Chainlink vân vân Thì đương nhiên những đồng lớn thì các bạn thấy là sàn này đi nhiên hỗ trợ Nhưng mà ngoài chi những đồng đó ra thì có rất là nhiều những đồng nhỏ được hỗ trợ bởi sàn Probit này và đương nhiên đây là một cái sàn chỉ chuyên về spot cho nên sẽ không có uh, những cái dịch vụ như là chơi margin. Các bạn thấy được chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những dịch vụ khác mà được hỗ trợ bởi sàn Probit như là dịch vụ IO nhưng mà cô đã biết là IO là những cái đồng mà mới gì được ra lò và ra lò thông qua những sàn giao dịch Thì đây là những cái IO mà đang được chạy ở trên mạng lưới của Probit cho những người nào mà muốn tham gia vào thì có thể tham gia thông qua sàn Probit này hay là các bạn tham gia vào những cái cuộc thi giao dịch thực ra mà nói những cuộc thi giao dịch này thì cũng giống như nhiều sàn khác mà thôi các bạn có thể tham gia giao dịch dựa theo là volume vân vân để được thưởng hay là các bạn có thể tham gia vào staking không biết tại sao mà khi mà chúng ta thấy là tiếng việt lại dịch ra là đặt cược nhưng mà thật ra đây là cái chế độ staking các bạn có thể tham gia vào staking những đồng như đồng Doscoin vân vân thì các bạn sẽ được hưởng cái phần à, lãi suất giống như là 15% trong 60 ngày hay là 10% 30 ngày vân vân. Thì các bạn thấy điều chúng ta thấy là cũng có Uh, một số những đồng như là đồng Ethereum, Ethereum 2.0 các bạn cũng có thể tham gia vào staking thông qua Probit Tuy nhiên các bạn cũng nên hiểu là staking Ethereum đó thì không phải các bạn muốn tham gia vào khi nào hay là rút ra khi nào thì cũng được Tại vì Ether 2.0 bây giờ là một cái mạng lưới mà các bạn thấy được là đang lóc lại những cái token Cho nên khi mà các bạn tham gia vào staking Ethereum thì đương nhiên là Probit sẽ có luật riêng của Probit Các bạn chỉ có thể rút ra trong phạm vi nào đó thôi Tại vì mỗi đợt đó, thì khi nào mà có đủ người mới tham gia vào Thì những người cũ muốn rút ra thì lúc đó họ có thể đưa lại cho bạn đồng Ether được Tại vì những cái Ether khi mà tham gia vào Staking nên thì đương nhiên là không thể rút ra được Đó là cái sự kiện trên mạng lưới chính thức Thì cũng tương tự như nhiều sàn khác, sàn Probit cũng có một đồng của sàn Đó chính là đồng Prod, đồng PROB Thì đồng này dùng để làm gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Theo bạn thấy được là trên căn bản các bạn có thể dùng cái đồng Prod này để tham gia vào Staking Để nhận cái phần thưởng mỗi năm cũng như là dùng để trả phí giao dịch hay là các bạn có thể tăng cái phần trăm khi mà các bạn giới thiệu những người đi vào sàn Probit này thì chúng ta nhìn chung đó thì cái đồng Prod này các bạn thấy được đó là hiện bây giờ thì các bạn có thể được dùng để mà sử dụng trong những việc như là các bạn có thể là giảm phí giao dịch khi mà các bạn trả bằng đồng Prod cũng tương tự như các bạn sử dụng những cái đồng trên sàn như là Binance vân vân các bạn thông như gì mà các bạn có thể là nhận được cái tiền hoàn lại nếu như mà các bạn stake đủ đồng Prod của sàn Probit thì các bạn có thể là có thể là không có cần phải trả phí khi mà các bạn giao dịch tại vì các bạn có thể nhận lại cái phần thưởng khi mà các bạn tham gia vào staking hay là các bạn có thể à, sử dụng à, đồng prod này để các bạn có thể là nhận thêm cái tiền thưởng khi mà các bạn giới thiệu người vào tham gia và đặc biệt đó cái đồng prod này các bạn thấy được là sàn à, probit nói là họ sẽ trích ra một phần trong cái số tiền mà họ lời để mà làm gì để mà mua lại đồng prod này thứ nhất là làm tăng lên cái nguồn cầu ở trên thị trường và thứ nhì nữa là họ sẽ mua lại để mà lưu trữ để làm gì cái đó giống như là một cái số tiền mà họ lưu trữ sợ sau này có rủi ro thì họ có cái số tiền này để mà đảm bảo cũng tương tự như là những sàn như là sàn binance vân vân các bạn thấy là họ cũng có một cái quỹ để mà quản được rủi ro lợi như rủi ro xảy ra thì họ sẽ mua lại tới khi nào tới khi nào chỉ còn có 50% mươi phần trăm đồng pro ở trên thị trường thì chúng ta thấy được là dựa theo thông tin chính thức ở trên probit thì tổng cộng vốn hóa của đồng Frost bây giờ là gần như là 80 triệu tổng cộng, không phải là một đồng lớn và trong vòng 2 4 giờ qua các bạn thấy là giao dịch cũng không có nhiều, nhưng mà các bạn thấy được là tổng cái số lượng của đồng Frost là 200 triệu tổng cộng và bây giờ chúng ta vẫn còn cái con số à là 193 triệu ở trên thị trường hiện bây giờ dựa theo thông tin được chia sẻ bởi Probit đây là một cái tài liệu để cho các bạn thi được các bạn có thể tham gia vào staking với cái số tiền là bao nhiêu đồng frost thì có thể được hưởng những cái lợi nhuận như thế nào. Thì dựa theo danh sách này đó thì các bạn nếu như mà muốn thực sự là hưởng cái số lợi nhuận mà coi như là cũng có tầm cỡ Đó chính là các bạn cần phải có 100.000 đồng fraud này tham gia vào staking Thì cái phí giao dịch của các bạn là sau khi các bạn được hoàn trả tiền lại thì có thể là phí dịch chỉ có là 0% mà thôi Tại vì các bạn trả cái phí là trăm nhưng mà khi mà hoàn trở lại thì các bạn trả cái phí là 0% nghĩa là đây giao dịch miễn phí khi mà các bạn tham gia vào staking tổng cộng là 100.000 đồng fraud này và các bạn thấy được là khi các bạn đã có con số này rồi đây các bạn giới thiệu người lên trên sàn thì sẽ được hưởng cái phần trăm giới thiệu lên tới 30%. Đây là những cái thông tin căn bản liên quan tới đồng prod này của Probit. Và thông biết là nhiều bạn sẽ muốn biết là khi mà chúng ta sử dụng một sàn nào đó thì cái sàn này phí như thế nào thì chúng ta vừa mới nói tới cái phí giao dịch. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái phí gửi rút đi. Thì đây là danh sách của phí gửi rút tùy theo là đồng. Các bạn thấy được là chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái đồng mà lớn đi như là các bạn thấy là đồng BTC đi thì đồng Bitcoin đó dựa theo danh sách này đó thì cái phí rút đó tổng cộng là 0, 0,005 BTC gửi đương nhiên là không tính phí nhưng mà rút đó là các bạn phải trả cái phí là 0, 0,005 BTC thì cái phí này coi như là cũng không có mắc mà cũng không có rẻ cũng là rất là căn bản các bạn nhìn vào đồng Ethereum đi thì Ethereum các bạn thấy được là cái phí bây giờ trên mạng lưới đương nhiên gửi là không có tính uh, phí nhưng mà rút thì là tính 0,01 Ethereum thì cũng tương đương với một số sàn thằng nghĩ là nhiều bạn cũng đã quen thuộc với những cái phí này và chúng ta nhìn thêm một cái đồng nữa là USDT đi thì đồng Tether các bạn thấy được là tùy theo mạng lưới nào đương nhiên các bạn thấy là chúng ta sử dụng Ethereum thì bây giờ ERC20 đang rất là mắc cái phí rút có thể lên tới 20 đồng USDT các bạn sử dụng những mạng lưới khác như là Tron thì chỉ có hai đồng USDT mà thôi. Đây là những cái thông tin căn bản liên quan tới một số những đồng lớn mà các bạn gửi vào rút như thế nào. Đương nhiên gửi thông tin phí nhưng mà rút thì các bạn phải trả một cái số phí tùy theo là các bạn sử dụng cái đồng nào và cái sàn Probit này đó thì hiện bây giờ các bạn thấy được là chỉ có cái ứng dụng cho Android mà thôi các bạn có thể tải về Android sử dụng Google Play nhưng mà hiện bây giờ vẫn chưa thấy có cái phiên bản các bạn có thể được sử dụng ở trên cái điện thoại Apple đây là những thông tin liên quan tới sàn Probit mà Thường muốn chia sẻ với các bạn Đây là một cái thông tin được tài trợ như Thường đã chia sẻ đầu video thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin đó, Thì các bạn có thể bấm vào những cái link bên dưới Sẽ có những cái link liên quan tới Telegram Hay là liên quan đến những cái thông tin chi tiết hơn Liên quan tới sàn Probit này Cho những bạn nào mà có thú muốn tham gia Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn